Kính bạch sư, con xin mạn phép hỏi sư về vấn đề của cá nhân con. Hiện tại con bị bệnh trầm cảm và căng. Bệnh này ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của cá nhân con mỗi ngày. Con được biết đến bộ môn thiền và con cũng là hành giả đang tu học tại thiền viện. Vì nghiệp chướng sâu dày, con chưa thể định tâm trong lúc tham thiền. Con kính mong sư chỉ dẫn cho con. Xin thưa với quý vị đó, việc hành thiền á, để chúng ta điều trị tâm của chúng ta. Tuy nhiên á, có những cái mình gọi là nó là bệnh lý tâm thần á, thì mình không có trị được nha. Có những cái vấn đề đó mà cái người bệnh á, trường hợp ở đây là người bệnh trầm cảm, họ không phối hợp thì các sư cũng chịu thua thôi. Sư nói đơn giản, cách đây không lâu có một người, người này cũng bị trầm cảm rất là nặng. Nhưng mà vấn đề của người này là gì? Thứ nhất, thất tình. Thứ hai là vì thất tình cho nên suy sụp, từ đó dẫn đến cái công việc không thể hoàn thành, mà áp lực từ gia đình, áp lực từ xã hội buộc người này là phải hoàn thành công việc gia đình, công việc đi làm kiếm tiền. Mà thì chính cái việc đó nó dẫn đến là càng ngày càng suy sụp, trầm cảm, rồi đi đến những cái ảo tưởng, ảo giác. Thì vấn đề của cái người như vậy đó là gì? Sư nói cái tham dục cần phải được loại bỏ, nhưng bản thân con người đó họ không chịu loại bỏ, thì sư biết làm cái gì bây giờ? Giống như quý vị đi khám bệnh nha, thì chúng ta phải tuân theo, phải làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Thuốc cần uống thì uống, mà cái việc cần kiêng thì mình kiêng. Còn một số cái người á mà kêu gọi là không có phối hợp với bác sĩ chịu thua. Thành ra đó, ví dụ như vấn đề của cái cô đó, sư nói cổ, thứ nhất là cổ phải buông xuống, gọi là phải buông bỏ cái lòng tham dục của cổ, tức là cái tình cảm đó, phải buông được cái đó. Cái thứ hai đó là những cái gánh nặng của cổ, đó là cái gì? Sự mong mỏi phải hành thiền, sự mong mỏi phải đi kiếm tiền, sự mong mỏi phải có được sức khỏe, thoát được căn bệnh. Mà chính những cái đó nó đè nặng cổ phải buông xuống. Buông xuống để làm cái gì? Sư nói không hành thiền gì hết, làm ơn làm phước không hành thiền gì hết, đi vào chùa làm công quả. Và nhắc nhớ giùm sư là không hành thiền. Tại vì chúng ta đều biết là tập thể dục là tốt cho sức khỏe, đúng không? Tập thể dục, có những cái bài thể dục nặng thì tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cái người mà bị suy nhược á, mình không thể nào bắt họ đi tập thể dục được. Những cái bài tập thể dục của những người khỏe, ví dụ như tập yoga chẳng hạn, thì những người này như thế nào? Cái tâm của họ đó, nó đã quá yếu rồi. Do đâu? Do tham ái, nó làm cho tâm của họ quá yếu. Họ mong cầu quá nhiều thứ, họ trông đợi quá nhiều thứ. Thì cái việc đầu tiên của họ đó là họ phải buông hết những cái gánh nặng đó, phải gỡ ra, nhìn thẳng vào vấn đề, gỡ ra, bỏ hết những cái vấn đề đó ra khỏi cái đầu của mình ấy. Rồi sau đó từ từ cái việc nó mới được cải thiện. Chứ còn chưa gì hết mình cứ nhào vô mình hành thiền. Quý vị có thấy ai mà suy nhược cơ thể nha, vừa tiểu đường, vừa thiếu máu, vừa tụt huyết áp mà bắt họ tập yoga chưa? Muốn chết sớm thì cứ làm theo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sư không dạy thiền online.
Bởi vì sư không biết quý vị là ai, cái tâm sinh lý quý vị như thế nào, cái khuynh hướng quý vị như thế nào, cách thực hành ra làm sao. Chính bởi vì như vậy sư không hướng dẫn thiền online. Muốn được hướng dẫn thì phải tới gặp trực tiếp sư. Tuy nhiên, những người mà bị trầm cảm thì tùy từng trường hợp cụ thể, như là một số trường hợp mà sư biết thì sư không khuyên quý vị đi hành thiền. Sắp tới có khóa thiền 10 ngày ở Phước Sơn, sư phải nói là sư không khuyên những vị mà có bệnh lý tâm thần mà đi hành thiền. Bởi vì tâm quý vị quá yếu. Nó giống như sư đang ví dụ nha, một người chuẩn bị tổ chức một cái khóa, gọi là cái khóa tập leo núi, ví dụ như vậy, một cái khóa tập leo núi, thì họ đòi hỏi những người đó là phải có cái sức khỏe nền trước cái đã. Còn đương nhiên là sau khi mà kết thúc khóa tập leo núi thì mọi người sẽ có kỹ năng nè, sẽ có sức khỏe nè. Nhưng mà những người mà bị suy nhược thì họ không thể tham dự cái khóa đó được nha. Cái khóa sắp tới của sư thì yêu cầu là cái trạng thái tinh thần phải ổn định, phải tốt. Chứ còn mà gọi là có vấn đề là sư không chấp nhận nha. Tại vì muốn như vậy là nó phải theo cái cách khác, chứ còn không có thể theo cái cách này được. Rồi, sư qua câu hỏi tiếp theo.